Hello, xin chào các bạn. Sáng nay mình thức dậy ha, thì mưa hồi tối bây giờ là mưa từ 4 giờ sáng cho tới mưa từ 3 giờ sáng chứ, mưa là 3 giờ sáng tới 6 giờ sáng, gần 3 tiếng hồ mưa lớn lắm á. Thì bây giờ là mình thức dậy mình nhằm quay cái vườn rau của mẹ mình trồng các bạn xem ha. Này, một cái vườn rau nhỏ nhỏ của mẹ mình ha, có mấy cái rau quên mất tiêu rồi, mấy rau thơm à, đây có cái cà, mấy cây cà này thấy không à, cái cà đã lắm, xưa ở đây trồng nhiều mà bị hư dần rồi, giờ có mấy cái cà nhỏ nhỏ thôi, mấy cái cà tím rồi cái cà chua nữa đó, mấy cây cà chua nè thấy không đó, cái cà chua mà cà chua nè, ớt đâu? Ồ, đây cây ớt các bạn. Không, đây cây ớt. Ớt ăn cay không mặt? Còn đây là cây đu đủ nhà mình ha. Đu đủ này thường là ăn không hết để cho không mà. Nhưng ngoài đó là mấy cây bình bát ha. Trong nhà một cái gì cũng có nha. Thì nguyên cái miếng đất này là của nhà nè. Hồi trước á là trồng nguyên một cái vườn cây ăn trái các bạn. Có nho, xoài, rồi chôm chôm, sầu riêng, lắm nhá, vừa mấy chục cây lận, nó vừa còn lác đác nữa. Thì bị cái nhà máy sản xuất bia, nước ngọt ở bên đó đó, nó xả khói ra quý chết cây hết trơn, giờ chỉ cần cỏ thôi, không có gì nữa. Trước mấy cái hồ mương nhà mình có trồng cá, có nuôi cá nữa mà, giờ nó chết trơn, không còn gì nữa. Này cái bụi xả nhà mình là nó bụi xả. Giờ mấy trồng nhiều lắm mà. Ok, thì sáng nay mình dẫn các bạn đi ăn bánh tầm ha. Cái món này mình cho con mập rất là thích luôn. Về đây là phải ăn, về bên thợ mình là phải ăn bánh tầm. Bánh tầm thịt nướng với xíu mại ha. Thì nó cách nhà mình dạ có mấy gì à? Thì cách ngoài đó cỡ là bộ cỡ 3 phút rồi. Đi ha. Hello chú Long. Dậy sáng con nè. Có làm nè, có làm không? Đây chú Sáu mình ha, em của cha mình. Cha mình chết rồi, thì còn ông lớn rồi. Hello Diễn Tư. Chị ăn sáng nè. Cháu mình đó, cháu mình đó. Chưa? Trời. Mới có 1 năm mà thấy Diễn Tư tóc bạc rồi. 1 năm mà tóc bạc rồi. Cái chị không? Người có chị vậy không? Cái trời con lên 6 ký á. Đi nhà chú Bảy mình ha. Nhà cái bên có không? Đất cái bên. Chú Út chắc đi rồi. Chú Bảy chắc đi rồi. Đi làm. Thêm 6 mình ha, vợ ông này. Khỏe không sao? Ủa về hôm qua. Ơ gì kêu gì đâu trời ơi. Thảo đâu? Đi không sao mình bán nước. Bác Hải kìa. Bác Hải. Con mới về hôm qua. Đi về mệt á, đừng người. Khỏe không con? Khỏe hả? Dạ hả? Dạ dạ. Biểu con dâu. Cái này mình cưng thiệt chứ không phải cưng nha. Dạ. Nãy giờ Hải đâu vậy? Hải uống cà phê trước. Mỗi bữa đi tập thể dục, mà bữa nay uống cà phê. Rồi đi với mẹ đi. Dạ. Dạ ông ngoại. Dạ. Này là giống như là ba nuôi ha. Thì nhận nhỏ em mình làm con nuôi, là ba nuôi. Rồi mình hửi thấy cái mùi thịt nướng này nó thơm hết biết thơm luôn. À mang chỗ đó nha, để chỗ đó ăn. Đây là tô bánh tầm bì của mình ha, bánh tầm bì có thịt nướng với xíu mại. Đây là một tô xương kiều viên ha. Thì đây là món đặc trưng bằng mập với bằng của mình khi mà về đây ăn. Mình ăn đũa không này? À. Đi.
mập sợ con mèo á, nó lại là nó xỉu luôn á. Thịt nướng nó thơm lắm. Vậy là mình chan nước mắm vô trước ha. Nghe nước mắm đi. Có mà. Chan đi. Chan coi. Có ăn hớt không? Có ăn hớt không? Hớt không? Ăn đi. Được rồi, được rồi. Chan có này đi. Ăn hớt không? Thịt nướng. Thử miếng thịt nướng nhẹ cái coi. Nó mềm lắm, ngon. Món đặc trưng không đổi. Ăn này phải trộn các bạn. Thấy không? Nước cốt nè, nước mắm nè. Bánh tằm mà có nước cốt, nước mắm ăn mới ngon ha. Rồi, nhan đi. Mang cơm tấm nè. Cho con miếng chả nhỏ mà. Đâu con ăn. Ít thôi, một chút xíu à. Ba tô mì gói đi, đậu má luôn nha. Con thèm cơm tấm. Con thèm cơm tấm đó, thôi ăn. Chả nó hơi mềm à. Đây, miếng đất đây. Ngon không? Đặc trưng ha. Từ cái súp là coi, lâu quá mới ăn cái súp. Súp này đang nổi tiếng các bạn, ngọt á. Thơm, mùi xương. Ủa sao cũng ngoại không có cái chén súp mà. Thôi mời các bạn ha. Cái bàn này nó hơi nhỏ, không có đưa tới được cái mặt luôn. Ok, thôi đi ăn được. Bà để chân đây à. Chở mèo chạy ra. Khóc luôn. Khóc luôn. Sợ mèo lắm.
chạy rồi, nó chạy qua quán phê rồi. Mẹ xương mẹ ăn mẹ ngoài. Không ăn hả? Mẹ cắt xương ấy. Nên thịt ra ngoài. Mẹ thịt nhiều nè, xẻ thịt ra ăn. Xương. Xương bốc khói luôn. Mềm, hầm lâu quá mềm lắm, ngon. Mềm lắm luôn, ngon. Giá với gào với leo nhiều luôn. Cũng như cái vụ bánh tầm này mình với bạn Lập mới nói chuyện với nhau. Không có nói chuyện với nhau lúc đầu luôn á, quen nhau qua cái dĩa bánh tầm. Ngon rồi, mình thưởng thức cái tập xếp xương này. Ngon lắm các bạn ơi. Đây là ta nấu thấy ngọt lắm. Mà không có thấy cái mùi mà đường zin đâu. Ngửi là ngọt từ xương á. Đi chụp hình cũng được. Ok, hôm nay mời các bạn đi ăn thêm món tôm nướng. Hay tôm nướng muối ớt của mẹ làm ha. Đây, thợ bếp ngày hôm nay. Cái cậu mình. Bếp ngày hôm nay. Đâu kiếm đâu ra cái lò đã mà. Mẹ mua. Nhiều à? Mẹ có mua cái lò cồn nữa kìa. Ờ, xài cồn này. Nướng tôm nướng mưa. Thì hôm nay coi bằng Mập chế biến món gì. Mập nấu gì Mập? Lẩu cua. Lẩu cua ngọt. Lẩu cua ngọt, ăn vô chết quá rồi. Không ra vị gì. Nướng giống như cua nấu mướp. Ừ. Gì cũng gọi là lẩu. Giống như tôm. Đây là gì ta? Sò huyết. Trời, sò huyết bên Mỹ mắc như quỷ á, không có ăn luôn á. Hay nó rẻ. Sò huyết bơ tỏi. Đấy, đó. Mấy ngày nay. Bây giờ là ăn cái món cà tím á, cà tím nướng mỡ hầm ha. Cà tím này hái ngoài vườn các bạn. Đúng rồi, cà tím thôi. Dạ. Tím nè. Cà tím. Đó, hái ngoài vườn á, chứ không phải mua đâu. Thử miếng ăn. Ngon vậy. Nè ăn cà tím đi. Dạ, ăn miếng đi. Lấy cái đĩa vô cho nè nè, đợt cái vỏ ra nè, lắp đi nghe khác đó. Ta điểm mỡ hành coi okay. Không phải cái tâm á. Ừ, cho cậu xịt ngon á, mỡ hành làm ngon á. Cái hôm qua mình xài đó, cái này mỡ hành ngon quá vậy. Tiền đây là mỡ hành đó tiền. Hả? Ngon á. Dạ.
Ok, giờ mình ăn thôi. Uống bia. Món này cơm không? Vô đầu, vô. Cơm hay món làm sao? Ai biết? Đi cũng thử nè, đi uống bia cả. Bia gì nó nhẹ hứng rồi. Ủa bên kia nó nặng nhiều, uống đây nhẹ. Ăn cái cà thảo nè. Quên, cà tím. Cà tím nướng mỡ hành. Ngon quá. Nhà này toàn người đất không? Cơm này. Đây toàn là nhà bầu với mập thôi. Đây cái bầu với mập. Để con tầm nướng nữa nè. Cơm. Sơn này Mỹ kêu Tiger. Này gọi là cơm chú. Không? Ừ, cơm chú. Nướng. Có mà. Cái muối này như mẹ ướp nhiều quá mặn vậy. Mặn hả? À, dừa đó. Dừa dừa. Mặn á. Ok. Lớp vỏ ngoài mặn đó. Con rất thì con á. Cái con rất sao. Nó sao thấm á. Nó còn đầu ăn nãy đâu có bị đâu. Mấy con nó cho nó này nằm nướng nướng thấm. Này à. Hả? Cơm nó nướng à, cơm nướng lâu quá nó dính rồi. Dính vào da. Lâu dính vào da. Sao mà? Sợ cái gì? Sao? Dạ chưa mẹ ơi. Dính chưa? Bay kìa bạn. Đồ rồi lau tay bay kìa. Ok. Thịt ở trong nó ngon, ở ngoài nó hơi bị mặn xuống. Hả? Cơm nè, mấy con cuốn nó hơi bị mặn. Nó mặn hơn. Mặn cái bánh đĩa kìa. Cái lấy sủi. Lấy sủi. Trời ơi. Túi này mẹ mua 1 kg vậy mà. 140. Nó mà mẹ tính mua tầm 10 mà không có. 7 đồng. Cái 7 đồng. Hả? Cái 7 đô. Ừ. Mẹ mua như này. Mắt con. Túi mẹ mắt á. Mẹ ăn rẻ. Mẹ có 1 dĩ chút xíu à, nó quất có 4-5 đồng rồi. Mẹ mình đang thủy phải lột nữa mình đang... không có tự lột được. Mẹ thủy mẹ. Mẹ nó bổn á. Mẹ mình dĩa phải lột tôi ăn không chịu ăn. Không lột được. Mình thấy nó bọt cái này nó còn có máu. Nó quét luôn á. Còn máu á. Còn máu có lột lắm. Em đâu có nổi tiếng đâu em. À. Ê, này cái nồi. Bữa nay có bật lửa lên chưa? Trời nóng không? Đây bằng mập mới làm tóc vậy. Ủa, bà ai chê ấm cho người ta? Con đâu chê cả. Ngon. Càng ngon mà. Bình. Má mình, đó, má mình. Đây là bầu. Em dâu mình đó. Này là em cháu. Cháu, cháu con luôn hả? Cháu con hả? Cháu. Cháu con luôn hả?
Ê, tôi có cháo luôn không bà? Thằng em ăn cua, chờ cái cua này chín ăn thôi á. Đây là hai cái thực phẩm mà chấm nước chấm hải sản điên rồi. Nó cay quá hả? Ớt xanh à? Đây là thịt cua không có gạch. Về đây chủ yếu ăn gạch mà không có gạch. Không đúng mùa. Không đúng mùa. Buồn quá. Mùa nào có ta? Ủa lần trước Hân về có mà Lâm gọi đó. Có người. Sao có mà? Giờ cua lúc nào cua vuông cái này cái nào cũng có được. Đã phải. Cái thịt đó không có gạch gì chứ? Cua cớm thôi. Cua cớm hả? Mà cua ớt hay cua cớm? Cua cớm hả? Cua cớm bự mà. Dạ. Lẩu này bằng mặt chế biến.